Mấy con gom mà cò ao muốn con gom gì à? Đổ cả tập chấu nữa đi rồi đi xuống hết luôn. Chấu đưa, 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 đưa cái này. Kìa, đưa cho ông sách đi đi. Đổ cái nữa. Đổ cái nữa nặng sách nó đâu. Chậm nữa. Mà nhiều nhiều ta mát buổi chuồng. Vậy mà hôm hôm chết hết trơn. Dạ không, còn một con cá nó lộn chứ. Cái này giờ phải có ai mà lại căng liền nó im quá trời. Chế điện coi con nhỏ nó căng gì vậy. Hai con tôm. Con cá. Cá quá trời thật luôn rồi chứ. Vô đây đi ní. Cho vô đá cho nó tầm xíu hơn. Rửa rửa đi nó thả rửa rửa cho sạch cái cháu. Con nhận cái cháu trời ha. Phải được ngốc nó căng cái gì cái đổ cái nó vô căng liền cái mình đâu có hao. À, cái số nhiều mình điện chạy vô căng liền cái khỏe. Bởi vì nó về nhà nó rộng nó mòn hao của nó mà không có hao mình mà giờ nó không căng. Không căng hả? Ừ nó đi đường xa nó nói bữa hổm nó đi rồi ai cận đường nhà nó gì nó đi chưa quá 2 giờ rồi nó đi chưa quá rồi. Ô cái này đầy bao luôn quá. Chết hết à? Chết rồi. Chơi đổ mẹ vô bao đi. Đầy phức luôn nè. Mẹ. Đổ lúc 3 giờ được. Chắc cái bít cái chuối nha. Đổ lúc đó là không chết đâu, lúc đó tao mò tao đi coi là không chưa chết. Mới chết cái nước nóng gấp 3 giờ nó ngắt. Ừ. Đi dở lúc đó được rồi cặc. Má bây giờ nó đầy đứt dây luôn. Tôi thấy dồn lại cả chục kilo. Chết rồi. Được quá lâu rồi. Má chín kìa. Vừa nắng quá nắng rồi. Thank you.
thiết của huyện rồi. Đây được. Quá cái cực ký trời. Vũ nó hết đi ra luôn rồi. Đó. Ra luôn rồi. Ừ. Lấy cái kìa nó vác đá ra kìa tới rồi kìa. Vác vô rồi ông lấy cái thùng mờ vô lấy thùng mốt rồi đập nước đá muối lại cho giữ rồi muối cho nhiều cá như mẹ cá lóc rồi sao ta? Rồi dài cá sử đó. Cá lóc đổ vô luôn nè. Tép không rồi. Đổ vô luôn. Mẹ đi. Mẹ luôn đi. Ừ. Má trời. Mai mò cua đó. Thảo ơi. Cua đó đi. Cua đừng thích đi. Không có dùng ba nó. Để dưới xuồng đi. Để xuồng đâu ai cầm. Cậu con cá lóc cũng có mua. Đó, dòng đó đó nữa. Còn gì đó. Chữ gì mấy cái cha kìa, xúc anh hả? Cha kìa. Cầm cua rồi. Xúc nước không rồi sao? Có lạnh miếng nào đâu nữa mà sợ lạnh. Để nó đâm thôi. Đâm á. Sợ nó thật thật cái tay vô nó. Gom ba thùng nước đá này để luôn. Ngay tôi thả thả cho nó bớt vô. Giờ ta đục phần sau. Chết trắng mà chết cái này bằng chết chết nóng. Chết nóng, đủ má nước cũng nóng. Nóng nước. Còn có ba giờ không thôi. Còn có giờ không thôi. Phải là tập nước chết thì nó đâu có đục. À. Ừ. Chết đục thịt luôn. Bị nóng nước nó chết đó. Cái này chết chín ta. Má gần như muốn lộn. Sôi ông cũng vô rồi ông rút ra nó đục thịt đó. Này chết chín. Bị tôm này mày lụm một con nó khó nè. Con bị tôm này lụm một con nó khó.
tiên con đụng một con thì khi đụng nó dài đâu. Nó khó lắm, mà 100g nó lẻ hơn. Ừ, bị tôm này khó lụm nè. Chứ chẳng kia cũng khó lắm. Nãy bưng ngay gỗ này đụng 13 con mà. Ủa má, gỗ này dư 4-5 con luôn. Nãy gỗ kia dư 2 con, gỗ này dư 4-5 con. Cậy bây giờ hãy giúp hồi dư đi. Vậy. Nó đúng lực của nó lấy 15 con là hết móc đó. Cái đó thiệt, bà con điện hỏi lái đi. Mà con lấy gì nữa. Thì đầy đủ mấy. Nó móc ra là 15 rồi đó ha. Ừ, nó móc ra 15 con rồi. Ừ, đủ má, có con bự con nhỏ, lựa con bự với con nhỏ lựa được. Đâu có, nghĩa là lấy con nhỏ ra hơi lui rồi lấy. Ý lấy bự hơi lui rồi lấy bự lại lụm nhỏ ra. Thì nếu sọt rồi trung bình mấy cái sọt này là thì bảo đảm sọt như hai con là vừa miếng đó. Bảy ký mốt là vừa miếng đó, một con ngon à. Ừ, sọt như con nữ là vừa hết đó.